Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Con vừa mới đi chầu thánh thể nên còn mặc nguyên áo dòng. Và sáng ngày mai thì con có công việc đi sớm nên là con xin được chia sẻ lời Chúa cũng như là suy niệm và tất cả những bài chia sẻ vào tối hôm nay cho ngày mai. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ 6, 21 tháng 7 năm 2023, sau Chúa Nhật thứ 15 mùa thường niên. Chúng ta cùng sốt sáng lắng nghe Tin Mừng Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người pha ri siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng ông vào nhà thiên chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến thứ bánh này họ không được phép ăn chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày sa bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật sa bát mà không mắc tội đó sao tôi nói cho các ông hay ở đây còn hơn đền thờ nữa nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội quả thế con người làm chủ ngày sa bát đó là lời chúa kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày thứ năm, Đức Giêsu mời gọi là tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau đi theo Chúa thì phải vất vả, đi theo Chúa thì phải vất vả. Có những lúc Chúa đẩy chúng ta vào một cuộc chiến, à, đi theo Chúa thì phải có những cái hy sinh thì mới là xứng đáng. Thế thì khi chúng ta đi theo Chúa mà có những cái vất vả thì Chúa sẽ bổ sức. Chúa sẽ bổ sức cho chúng ta Như vậy mới là ý nghĩa à, Vừa rồi thì con có nói chuyện với lại Một bà ở Mỹ đấy. Bà nói là con đi qua Mỹ mấy chục năm rồi Mà con chưa bao giờ con ăn một cái đồng uh, Của xã hội bao giờ cả Chúa dựng nên mình có đôi tay đôi chân Thì mình phải tự mình làm, mình nuôi sống mình Không chỉ là mình nuôi sống mình Mà mình còn có thể chia sẻ được cho người khác nữa thế đấy, thế. thế thì con nghĩ là mà với một con người mà có một cái trách nhiệm bản thân, trách nhiệm xã hội như vậy thì nó vẫn hay hơn là một người mà chúng ta chẳng có vất vả gì cả, nên là chúng ta cũng chẳng có cái gì để mà ăn, để chúng ta cũng phải nhờ vào người này người khác. Bài tin mừng ngày thứ năm Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai vất vả, ma phải vất vả thì sẽ Chúa sẽ bổ sức cho. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay thứ sáu khi ấy vào ngày Sa-bát. À, nó cũng tương đương như ngày chủ nhật của chúng ta nó và ngày nghỉ đấy. Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha ri thấy vậy mới nói với Đức Giêsu ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa bát. À, chúng ta biết rằng là luật của Thiên Chúa thì cốt lõi luật của Chúa đó là luật của yêu thương. Thế nhưng mà trong cuộc sống xã hội này, những người ta cứ đặt để ra những cái luật này luật khác thật sự đối với cá nhân con nhiều khi con cũng cảm thấy nó cũng khá là mệt mỏi về những cái quy định quy chế những cái đòi buộc mà đôi khi nó cũng chỉ là từ cái suy nghĩ của người này áp vào cho cái người kia thế thì luật của thiên chúa là luật của yêu thương mà như kết thúc bài tin mừng này đó chúa nói ta cần lòng ta cần lòng nhân ta cần lòng chứ không phải là cần những cái thứ khác các người có tuân giữ lề luật mà các người không có lòng yêu mến chúa thì cũng chẳng được gì còn 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 rất là còn rất là thích cái điều này mình yêu mến Chúa thì mình có thể tuân giữ lề luật còn mình tuân giữ lề luật như là một cái sự thánh thiện hiểu theo nghĩa là là cứ giữ luật là thánh thiện đấy để rồi mình có thể kết án người này người khác thì đây là điều Chúa rất là ghét à, thế thì vào ngày Sa-bát các môn đệ đói thì bứt lúa thì những người pha siêu là những cái người mà cứ chi li lề luật người ta nói là ngày Sa-bát là ngày nghỉ tại sao anh lại bứt lúa tức là anh làm một cái việc gì đó thì Chúa rất là bực Bực rằng là đối với các ông này Các ông cứ nại đến cái luật này luật kia Để bắt bẻ người này người khác Nhưng lòng của những người pha siêu Thì không biết thương ai cả Không biết thương người Không biết thương người khác Đối với cá nhân con Luật của Thiên Chúa được diễn tả qua lòng bác ái Luật của Thiên Chúa được diễn tả qua lòng bác ái Chúng ta càng có tấm lòng Thì chúng ta mới gần với Chúa Thế thì những người pha siêu mới nói rằng là Tại sao môn đệ của ông lại làm cái công việc bất lúa không được phép làm mà ngày sa bát Đức Giêsu nói: Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và cùng thuộc hạ ăn bánh tiến, thứ bánh này họ không được phép ăn chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Giêsu gọi lại cái câu chuyện của vua David vào uh, trong đền thờ mà khi mà các thuộc hạ đói bụng thì vua david đã lấy bánh tiến để cho họ ăn mà cái thứ bánh này là chỉ các thầy tư tế thì mới được ăn thôi nhưng mà ở đây là, là có thể được bởi vì vua còn lớn hơn tư tế vua còn lớn hơn tư tế nên là vua có cái quyền để mà cho những người này ăn à đấy thế thì chưa sử nhắc lại cái câu chuyện đó nhé bánh tiến thì dùng cho các tư tế còn đây vua david còn hơn cả tư tế thì đương nhiên là vua david còn có cái quyền cao hơn nữa để có thể làm được cái công việc này à, thứ bánh này họ không được phép ăn mà chỉ có tư tế được ăn nhưng vua david thì lớn hơn tư tế nên là vua david có quyền hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng nghề sa bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật sa bát mà không mắc tội đó sao tức là cũng có một cái luật trừ trong ngày sa bát ví dụ như là um, các thầy tư tế phải tế lễ thì cũng là một công việc các thầy tư tế phải làm việc này việc khác mà được miễn trừ không phải tuân giữ ví dụ như là chúng ta ngày ngày, ngày nghỉ là chúng ta được nghỉ đi phải không nhưng mà các bác sĩ thì vẫn phải làm việc đấy càng những ngày lễ lớn thì các bác sĩ lại càng phải làm việc và cái sự làm việc của họ đó nó là rất là hữu ích rất là tốt à, thế thì là chúa giêsu nhắc lại cái chuyện mà là trong ngày sa bát thì là các thầy tư thế trong người thờ có thể làm việc mà không lỗi luật ngày sa bát và tôi nói cho các ông hay ở đây còn lớn hơn đền thờ lớn hơn các thầy tư thế chúa giêsu ám chỉ đến chính chúa nếu như các thầy tư tế được ăn bánh tiến thì vua david lớn hơn các thầy tư tế thì đương nhiên là vua david đó, có quyền hơn để mà sử dụng bánh tiến thế thì là hay là trong đền thờ các thầy tư tế không có lỗi luật trong ngày sa bát khi mà các thầy ở trong đền thờ còn đây chúa giêsu lớn hơn đền thờ lớn hơn vua david thì đức giêsu có quyền mà không có một cái luật nào có thể mà mà trói buộc chúa được không có một cái luật nào ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa chúa giêsu lớn hơn nữa yeah. Khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta còn phải đi học ABC chứ còn, Khi mà đã là giáo sư tiến sĩ thì cần gì phải phải ABC nữa Vì chúng ta đã nắm hết tất cả những cái điều đó rồi Thế thì Đức Giêsu ám chỉ ở đây lớn hơn đền thờ Chúa Giêsu lớn hơn đền thờ Chúa Giêsu lớn hơn cả vua David nữa Và Chúa Giêsu làm chủ tất cả mọi cái lề luật Không có cái lề luật nào mà trói buộc được Chúa cả à, Rồi Chúa Giêsu nói tiếp ta muốn lòng nhân Ta muốn lòng nhân các ông bắt bẻ người ta luật này, luật khác, tôi buồn lắm. Cái điều quan trọng mà tôi cần, tôi muốn nơi các ông đó là cái tấm lòng. Chúng ta cần phải có tấm lòng. Đấy là cái cốt lõi nhé Chúa nhìn thẳng vào tấm lòng mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể lỗi luật này, lỗi luật khác, nhưng mà sâu xa chúng ta là người có tấm lòng. Thì chúng ta vẫn được Chúa yêu thương. Còn chúng ta không có lỗi luật, nhưng mà lòng của chúng ta khô cằn bắt bẻ người này, bắt bẻ người khác thật sự thì con chia sẻ chân thành ở trong nhà dòng của chúng con thì đôi khi nó cũng bị như vậy này những cái người mà giữ luật thì hay lên tiếng là, là bắt bẻ những người không có giữ luật Để thế nhưng mà luật của tất cả mọi lề luật đó là luật bác ái luật của tất cả lề luật đó là luật của bác ái vì thế Chúa Sư nói ta cần lòng nhân ta cần tấm lòng chứ không phải ba cái linh tinh lét kia rửa chén rửa bát bứt lúa bứt bông chuyện linh tinh, chưa cần cái tấm lòng, cần cái tấm lòng nha. Chúng ta có đi lễ thì cũng đi với tấm lòng. Chúng ta có làm bác hái thì cũng làm với tấm lòng mẹ Teresa có một câu rất là hay. Vấn đề không phải là chúng ta cho bao nhiêu mà có bao nhiêu tình yêu chúng ta đã cho đi. Chúng ta cho cái gì thì cũng cho bằng tất cả tấm lòng. Cái tấm lòng nó hơn của lễ, tấm lòng nó hơn là của lễ. Ta cần lòng nhân chứ không cần lễ tế ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội nếu các ông là người có tấm lòng thì chắc chắn là các ông đã không có lên án bởi vì đây nó không phải là là cái tội người ta đói thì có thể cho người ta ăn đã có một lần chúa giêsu điên tiết chúa giêsu cũng nói đấy thế thì tôi nói các ông là ngày sa bát nghỉ ngơi vào thế thì có con dê nó khát nước thì các ông nghỉ các ông cũng để cho nó chết khát cái con dê mà còn phải dẫn nó đi uống nước huống chi là người ta đang đói con người quả thế con người làm chủ ngày sa bát thiên chúa làm chủ tất cả mọi lệ luật À, thế thì khi xin cho tất cả chúng ta gần với Chúa mà gần với Chúa thì phải có một tấm lòng Chúa là đấng Chúa là tình yêu gần với Chúa thì gần có tấm lòng khi chúng ta đã có tấm lòng rồi thì mọi lệ luật trở thành nhẹ nhàng đối với cuộc sống của chúng ta Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.